Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mùa hè 1996 trên chiếc bàn đầu giường làm bằng gỗ màu sáng, cái đồng hồ báo thức nhỏ vừa mới reo lên. 5 giờ rưỡi sáng, căn phòng tràn ngập một ánh sáng vàng ống ả mà chỉ những buổi bình minh ở San Francisco mới có. Cả nhà đang ngủ, con chó Kali nằm trên tấm thảm to. Loren cuộn tròn trong chăn bông trên chiếc giường rộng, vẻ ấm áp dịu dàng lan tỏa làm cho căn hộ của Loren đẹp một cách bất ngờ nằm trên tầng cao nhất của một ngôi nhà xây kiểu thời victoria ở green street căn hộ có một phòng khách liền bếp kiểu mỹ một phòng thay quần áo một phòng ngủ rộng và một buồng tắm thênh thang có cửa sổ sàn nhà lát bằng những phiến gỗ to màu vàng sàn trong phòng tắm thì được sơn trắng kẻ ô đen những bức tường trắng được trang hoàng bằng các bức họa của mua ở các gallery union street trần nhà viền một đường kẻ chỉ bằng gỗ chạm trổ rất thanh thoát bởi bàn tay của một người thợ một tài năng hồi đầu thế kỷ và được Loren sơn lại thành màu caramel, vài tấm thảm dừa bền sợi đây đặt quanh mấy góc phòng khách, phòng ăn và cạnh lò sưởi. Đối diện lò sưởi một chiếc đi văn to đùng bọc vải mộc như mời mọc ngồi vào nghỉ ngơi. Trên tủ tường, giá sách có đặt mấy chiếc đèn xinh xắn với những chụp đèn xếp nếp, những đồ được mua trong vòng 3 năm qua, đêm trôi qua thật nhanh là sinh viên y khoa nội trú tại bệnh viện Memorial San Francisco, Lauren đã phải kéo dài ca trực của cô lâu hơn hẳn 24 giờ thường lệ, do lúc đêm khuya có các nạn nhân của một đám cháy lớn được đưa đến. Những chiếc xe cứu thương đầu tiên lao vào khu cấp cứu 10 phút trước lúc đổi ca và cô đã lập tức tiến hành phân loại để chuyển những nạn nhân trước nhất vào các phòng khác nhau, trong khi những người cùng ekip với cô nhìn nhau chán nản. Bằng một phương pháp điêu luyện. Cô khám mỗi bệnh nhân mất có vài phút rồi phát cho họ những mảnh giấy thay đổi màu sắc tùy theo tình trạng trầm trọng hay ít hay nhiều của họ, sơ thảo chẩn đoán bệnh trạng, viết đơn cho họ đi làm những xét nghiệm ban đầu và hướng dẫn các hộ lý đưa bệnh nhân vào những phòng thích hợp. Công việc phân loại 16 người nhập viện từ 12 giờ đêm đến 12 giờ 15 kết thúc vào đúng 12 giờ rưỡi đêm, và các bác sĩ phẫu thuật, được gọi đến khẩn cấp, đã có thể tiến hành những ca mổ đầu của cái đêm dài này từ lúc 1 giờ kém 15. Loren làm phụ tá cho bác sĩ phân sinh trong hai ca mổ liên tiếp, cô chỉ chịu về nhà khi bác sĩ ra lệnh dứt khoát bằng cách cảnh cáo cô rằng sự mệt mỏi có thể làm cô lầm lẫn và điều đó rất nguy hiểm cho người bệnh. Nửa đêm, cô ngồi vào. Sau tay lái của chiếc xe trai hung, rời bãi đầu xe của bệnh viện, phóng như bay về nhà qua những đường phố vắng tanh, vắng ngắt. Mình quá mệt và mình phóng quá nhanh, chốc chốc cô lại tự nhủ như vậy để chống lại cơn buồn ngủ nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trở lại khoa cấp cứu giữa những phòng bệnh ồn ào là cô lại thấy người tỉnh táo, cô bấm điều khiển từ xa để mở cửa ga ra, cất chiếc xe ô tô cũ vào đó. Đi xuyên qua hành lang bên trong, cô nhảy bốn bậc lên cầu thang chính và bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm, kim đồng hồ quả lắc phía trên lò sưởi chỉ 2 giờ rưỡi. Loren cởi bỏ quần áo ngay giữa phòng khách. Không mặc gì trên người, cô vào bếp pha một cốc chè những chiếc lọ đặt trên giá đựng đủ loại chè khác nhau như thể mỗi một thời điểm trong ngày phải có một hương vị riêng của nó cô đặt chén chè lên chiếc bàn đầu giường chui vào trong chăn và ngủ thiếp đi ngay ngày mới qua quá dài và ngày sắp tới lại có việc cần dậy sớm lợi dụng hai ngày được nghỉ tình cờ rơi vào đúng cuối tuần cô đã nhận lời mời đến chơi chỗ mấy người bạn ở camel mặc dù sự mệt mỏi tích tụ cho cô cái quyền hết sức chính đáng được dậy trưa nhưng không điều gì có thể làm cô bỏ thói quen dậy sớm. Loren rất mê những buổi bình minh ở nơi này, trên con đường chạy ven biển Thái Bình Dương và nối sang Francisco với Vịnh Monter. Nửa thức nửa ngủ, cô quờ tay ấn nút tắt chuông đồng hồ báo thức. Đưa cả hai tay nắm chặt lên dụi mắt, cô nhìn con chó Kali đang nằm trên tấm thảm. Đừng có nhìn tao như thế, tao không còn là người hành tinh này nữa đâu, nghe thấy giọng nói của cô, con chó vội vã chạy lăn xăng quanh giường rồi đặt đầu lên bụng cô chủ. Này con gái, tao bỏ rơi mày hai ngày nhé. Khoảng 11 giờ mẹ tao sẽ ghé qua đón mày. Dịch ra nào, tao dậy đây, tao sẽ cho mày ăn, Loren duỗi chân, vươn tay, ngáp rõ dài rồi chụm nhảy bật dậy, vừa lấy tay vuốt tóc, cô vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh, ngáp cái nữa rồi lấy ra bơ, mứt, bánh mì, hộp đồ ăn cho chó, một gói dăm bông palm đã mở sẵn, một miếng mát Hà Lan, một hộp mứt quả táo, hai hộp sữa chua, một ít ngũ cốc trang giòn, nửa quả bưởi, nửa quả còn lại thì để ở ngăn dưới của giá đựng đồ ăn. Kali vừa nhìn cô chủ vừa lắc đầu nhiều lần. Loren trợn mắt dọa con chó và kêu lên. Tao đói, như thường lệ, cô bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho con vật cưng trong một cái ghe men to bằng đất nung. Sau đó, cô xếp đồ ăn cho mình vào một cái khay rồi mang ra bàn làm việc. Từ chỗ này, cô có thể khẽ quay đầu để ngắm nhìn Sosalito và những ngôi nhà mọc trên những quả đồi của nó, cầu Golden Gate kéo dài như một vạch nối giữa hai phía của vịnh, cảng đánh cá Tibun và những mái nhà nối tiếp nhau như những bậc thang ra đến tận khu Marina. Cô mở toan cửa sổ, thành phố yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ có tiếng còi u u của những chiếc tàu lớn chở hàng đi Trung Quốc hòa với tiếng kêu của lũ hải Âu là đệm nhịp cho không khí mơ màng quể oải của buổi sáng này. Loren vương vai lần nữa rồi tấn công vào bữa sáng ngồn ngộn đồ ăn với vẻ ngon miệng hết sức. Hôm qua cô không ăn tối do không có thời gian. Tranh thủ mấy phút giữa ba đợt tiếp nhận bệnh nhân, cô đã định ăn vội một miếng sandwich, nhưng lần nào cái máy nhắn tin của cô cũng réo lên gọi cô đến một ca cấp cứu mới. Chả thế mà lỗi lần có người hỏi Loren về nghề nghiệp của cô, bao giờ cô cũng trả lời bằng đúng một câu. Cấp tốc. Ngốn ngấu xong gần hết bữa đại tiệc của mình, Cô đặt cái khay rửa bát rồi đi vào buồn tắm, cô lấy ngón tay vuốt lên những chớp cửa để khép lại, cởi chiếc sơ mi vải bông trắng ra rồi đứng vào dưới vòi hoa sen. Ti nước ấm phun mạnh làm cô tỉnh hẳn ngủ, tắm xong, cô lấy một chiếc khăn bông cuộn quanh mình, để hở đùi và ngực, đứng trước gương, cô biểu môi, quyết định chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc vào người một cái quần bò, áo polo, rồi cởi quần bò ra, mặc váy ngắn, cởi váy ngắn, mặc lại quần bò. Cô mở tủ lấy ra một cái túi bằng vải bạc, ném vào đó vài thứ lặt vặt, những đồ vệ sinh cá nhân, và cảm thấy đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyến đi chơi cuối tuần. Quay người lại, cô nhìn quang cảnh bừa bộn trong nhà, quần áo vứt trên sàn, khăn tắm quẳng mỗi nơi một cái, bát đĩa bẩn trong bồn rửa bát, chăn đệm lộn xộn, bằng một vẻ hết sức dứt khoát, cô hướng về tất cả những đồ vật này, cất tiếng nói to, dõng dạc. Không ý kiến, không than phiền gì hết ngày mai ta sẽ về sớm và sẽ dọn dẹp đâu ra đấy. Rồi cô chọc lấy một cái bút chì và một mảnh giấy, thảo ra mẫu thư sau rồi dính nó lên trên cửa tủ lạnh bằng một cục nam châm to hình con ếch. Mẹ giữ hộ con chó nhé, nhớ đừng có dọn dẹp gì đấy, khi nào về con sẽ làm tất, con sẽ đi thẳng đến chỗ mẹ để đón Kali vào khoảng 5 giờ ngày Chủ nhật. Yêu mẹ, cô bác sĩ cưng của mẹ, cô khoác áo măng tô, dịu dàng xoa đầu con chó thơm lên trán nó rồi dập cửa khóa nhà lại. Cô bước xuống những bậc cầu thang to, đi ra phía ngoài để ra ga ra và gần như nhảy phốc vào cổ xe cũ kỹ của mình. Đi rồi, thế là đi được rồi đây. Cô lặp đi lặp lại, thật không thể tin được, cứ như có phép màu, bây giờ chỉ cần cái xe này nó vui lòng khởi động cho thôi. Nếu mày lại dở trò ho khụ lên một tiếng rồi tắt ngắm thì tao sẽ tưới siro vào động cơ của mày rồi ném mày ra đóng sắt vụn, tao sẽ thay mày bằng một cái ô tô mới chạy hoàn toàn bằng điện, không cần bộ phận khởi động và không nhõng nhẽo lúc sáng sớm trời lạnh, hy vọng là mày hiểu rồi chứ. Nổ máy, rõ ràng là những lời của cô chủ đã gây ấn tượng rất mạnh cho chiếc xe ăn lê cũ kỹ, bởi vì động cơ của nó nổ vang ngay lập tức. Một ngày tốt đẹp hứa hẹn bắt đầu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.